Lần cuối Fred đá hay là khi mà mình đá Man City À đâu, lần cuối mình Fred đá hay là mình đá Barcelona Đúng không? Lần cuối mình mình thấy Fred đá hay ấy là Barcelona Ai nhắc cho tôi một trận nào mà Fred đá hay sau Barcelona Không có luôn một trận nào kể từ khi MU đá Barcelona Mà Fred đá hay cả Và từ hồi đấy đến bây giờ bao nhiêu? Man United vs Barcelona ở Old Trafford Cái trận đấy hôm đấy tôi đi đúng không? Là từ hồi nào? Là từ hồi <laughs> Mùng 10 tháng 4 Là một tháng trước Liverpool à? Liverpool Fred đã á? À? Liverpool Fred đã hay á? À? đề đang troll đúng không? Liverpool là thua thua 7-0 mà. Nói thật là nhà Glazers còn tại thì MU vẫn mãi mãi như 10 năm nay thôi um, Ok, ấy, vấn đề ấy là sao? Vấn đề ấy là kể từ trận Barcelona ấy là Fred mất tích một tháng này rồi Đúng không? Một tháng nay kể từ cái trận Barcelona và Fred ông ấy hoàn toàn là mất tích Phải có lý do vì sao ấy Fred là một cầu thủ dự bị Tại vì sao? Fred không phù hợp với cái lối đá của Alex hả? cái cái ví dụ điển hình nhất đấy là cái đoạn mà tầm cuối tháng cuối hiệp 1 chắc có nhớ cái quả ấy mà sao cái quả mà Man United thoát pressing rất tốt nhá cho đến khi đến chân Fred tôi nhớ có Casemiro có Luke Shaw có Dalot là những người có thể hình như có cả Bruno nữa tham gia những cái pha one two ban bật để thoát pressing Đến chân ông Fred phát bay thẳng lên trời như một quả vụt gôn <laughs> Như một quả thi off ở trong gôn ấy Nếu các bạn xem gôn thì các bạn hiểu tôi đang nói gì Vụt bèo phát bay lên trời Xong bay thẳng đến khán đài Không khác gì là mời Đúng không? Có một bạn trong Watch Along bảo không khác gì là mời khán giả Vào tham gia one two cùng đúng không? Đá ma cùng Đến chân Fred Phat bay phẳng thẳng lên trời luôn Trong khi mà U trước đấy là ban piu 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 Cực kỳ đẹp đến chân phát bay lên trời và một lần nữa chúng ta lại có 2 trên 10 Fred Và tôi đã bảo ấy, là bao giờ chúng ta có 8 trên 10 và bao giờ có 2 trên 10 Anh Trương Tam với tôi đã cãi nhau mà Và tôi đồng tình với anh Trương Tam thôi là Fred là một con bài chiến thuật như anh Trương Tam nói Và có lẽ là bây giờ ấy, chúng ta phải trao đổi cái gì trao Chúng ta phải trao đổi ấy, về cái việc tại vì ấy, chắc nên nhớ mùa hè này Ok Mùa hè này ấy, là Fred chỉ còn một năm hợp đồng nữa thôi Ok Fred có hợp đồng với Man United đến năm 2024 Mùa hè này ấy mình cần phải cân nhắc là mình có bán Fred hay không. Sự thật là thế. Mình cần phải cân nhắc là mình có bán Fred hay không. Tại vì sao? Một mùa giải đây nếu như mà Man United tiếp tục đá tốt như thế này đúng không thì có khoảng 50 trận đấu, hơn 50 trận đấu. Nếu như đếm được ấy số trận mà Fred thực sự là 8 trên 10 ấy và đá hay ấy thì nó là bao nhiêu trận? trong tổng số khoảng 50 trận đấu à chắc chắc cho tôi biết Man City có một lần kèm Kevin De Bruyne tốt Barcelona tốt Hết con chạy nào được không có lẽ là anh chúng ta với anh đang xem một lần nữa thì có thể anh nhớ thêm được maybe là anh nhớ thêm được 3 bốn trận nữa 5 trên 50. 10% số trận. Có nghĩa là sao? Nếu như ấy, Fred sinh ra để đá big match. Tôi không nghĩ là tôi đồng tình với cái này, Hùng ạ. À, Hưng ạ, à, Hưng bảo thế. Nhưng mà à, nếu như Fred sinh ra nhé, để tôi sửa lại cái câu của Hưng nhé, không phải là Fred sinh ra để đá big match. Fred sinh ra ấy để xác suất đá thành công ở big match cao hơn so với xác suất đá thành công ở trận bình thường thôi. Hiểu sự khác biệt không? Fred có xu hướng đá tốt hơn ở Big Match Nhưng mà không phải Big Match nào Fred đá cũng hay Không phải Big Match nào Fred đá cũng hay Nhưng mà Fred có xu hướng đá tốt hơn ở Big Match Đơn giản là thế Sự thật là dễ Thực sự ấy Là mình giữ Fred ấy mà mình cho Fred đá ấy, Ví dụ như là một mùa giải 50 trận Thì thực sự ấy là mình chỉ, chỉ biết sử dụng 10%, nghĩa là không phải mình chỉ biết sử dụng, mình chỉ sử dụng được và có được một cầu thủ chất lượng 10% số trận. Lương Fred bao nhiêu? Lương Fred bao nhiêu? Hả? Chắc. Lương Fred tôi vừa Google nhanh thôi, 130.000 bảng một tuần. Fred là một cầu thủ 130.000 bảng một tuần mà mình có được Fred. 8 trên 10 khoảng 5% à tôi xin lỗi 10% không không đến mức 200.000 10% số trận có nghĩa là ấy một trận đấu 90 phút nếu như mà ông Fred ra đều đặn ông ý thi đấu hay được 9 phút bây giờ tôi phải hỏi tôi tôi đang rất là bối rối tôi không có một cái kết luận gì ở đây đúng không một lần nữa cái tiêu đề đây là màn trình diễn rất là buồn nôn của Fred và Fred có cần được bán đi không Fred năm nay còn một năm hợp đồng nữa Fred trị giá bao nhiêu Việt Devil đang hỏi các bạn đây 15 triệu, 20 triệu, 25 triệu hay 35, à, 30 triệu Ok 65% các bạn đang chọn là 15 triệu Mình có nên bán Fred đi Với mức giá khoảng 15 triệu không Mùa hè này khi Fred còn một năm hợp đồng nữa Và mỗi lần ra sân ấy Thì cống hiến được cho chúng ta trung bình ra nhé Tôi đang dùng cái từ trung bình đây Là 9 phút đã tốt Còn lại 81 phút là đá siêu tệ Siêu tệ luôn hoặc là 81 phút ấy là một cái màn trình diễn chỉ là trung bình hoặc dưới trung bình. Tôi không khổ ghê cơ, hôm nay đá siêu tệ luôn, hôm nay chắc chắn là Fred chắc hai điểm. Mà gần đây cũng như thế, đúng không? Gần đây cũng như thế, cái trận gần đây nhất của MU cũng như thế, Hình như đá Spurs hay đá ấy, cũng đá siêu tệ luôn. Siêu chán luôn, và tôi bảo đấy, ông này là một ông slot machine, ông này là một canh bạc, một canh bạc 10%. Các bạn, ai thích chơi bạc ở đây mà bạn 10% bạn thắng, 90% bạn thua. <laughs> xác suất như thế chả ai dám chơi. Đây là lý do vì sao mà Eric Ten Hag cho Fred ngồi dự bị bao nhiêu bao nhiêu tuần này, bao nhiêu tháng này. Cứ ngồi dự bị đi. Nhưng mà mỗi lần mà tung ra sân à, đó, tầm 10% là, là, là làm sao, là đá tốt. Chán dã man luôn chán truyền hỏng mất bóng Đa như cái thằng ất ơ ấy xong có một cái quả ấy mà chạy ở dưới biên ấy xong rồi đâm thẳng vào hai cầu thủ xong rồi đập vào chân mình bay ra ngoài nó lại ném biên nó lại tiếp tục gây sức ép cho mình xong một quả ở gần biên nó nhớ quả đấy không chạy qua nó phát nó đẩy phát nhẹ phát ngã luôn xong rồi cười ơi ơi cười tươi roi rói như đi chụp ảnh photoshop đám cưới không khác gì là dắt vợ đi chụp ảnh đám cưới hay anniversary Cười tươi thì thôi rồi Toàn thấy răng trắng lè luôn Nhìn 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 thực sự Cái quả cười mà nhìn chán Mất bóng xong rồi cười hớn hớn Xong rồi lại Đấy như tôi bảo đấy Lại giờ ba cái trò bắn trưởng Tôi rất ghét tôi thề luôn Tôi rất ghét Mỗi khi Fred bắn trưởng Mới có em bé nên vui sơn đảm ở đấy Rất ghét Khi mà Fred bắn trưởng cứ lên sân ấy là truyền học phát bằng xin lỗi Uh, sút hỏng phát bằng xin lỗi bằng bằng sau lâu lâu tự bắn bản thân phát bằng uh. bằng 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 như cái thằng dở hơi ấy, thực sự luôn xem bực có bực quả cho rực cho xem cái trận đấu mà khá là bình tĩnh nhưng mà đến cái quả hình như phút 60 mấy ấy, mà kiểu mất bóng phát ô số ôi cái quả đấy tôi đập bản tôi hét âm mỹ cả lên rồi các bạn mà theo dõi Watchalong thì các bạn biết chuyện gì xảy ra nói thì đây là fred chắc là để bộ hôm nào ở trong tuần community interaction hay là news reaction tôi mình phải nói về cái vấn đề này. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ đến cái việc bán Fred ấy, thứ nhất ấy chúng ta giải phóng quỹ lương này, 130.000 bảng một tuần này. Thứ hai ấy là sao? Chúng ta phải cân bằng đúng không? Thứ hai ấy là sao? Chúng ta chúng ta cân bằng được tài chính. Mình bán cầu thủ thì mình mới đem được các cầu thủ khác về, mình không thể là cứ mãi mãi mua cầu thủ được. Nó sẽ phạm luật cân bằng tài chính, chắc hiểu không? thì có thể mình phải cân nhắc bán Fred 15 triệu đúng không để cân bằng tài chính lại và có thể là có quỹ đúng không chúng ta chưa biết được chủ tương lai là gì cả mà mình mình, mình kiếm được 15 triệu cho một cái cầu thủ mà còn một năm hợp đồng nữa đấy thì đây là ông Fred và nói thẳng luôn à Fred bây giờ lớn tuổi rồi Fred bao nhiêu tuổi Fred bây 30 tuổi rồi mùa giải sau là 31 tuổi đúng không thì chúng ta phải cân nhắc là bây giờ à, cái ông mà đá với cái lối đá mà đấy tôi nói thật là tôi nói thật là hôm nay á lý do vì sao Hag đem Fred vào chúng ta biết rồi đấy là Christian Eriksson không đủ khỏe không đủ làm sao không đủ sức và là trước đại FA Cup thì chúng ta thấy Christian Eriksson, Casemiro với Bruno ấy là làm cho midfield bị toang đúng không? thì lý do vì sao ấy mà chúng ta đem Fred vào ấy là sao? đem Fred vào ấy là tại vì chúng ta muốn energy, energy năng lượng Mày trả lên năng lượng quá rồi Tại vì thêm được một chút energy ấy, Thì mất hết tất cả về mặt kỹ năng Mất sạch về mặt kỹ năng Có bạn được hỏi là Fred ai mua Đầy người mua Tôi xin lỗi như một cầu thủ 30 tuổi Mà còn một năm hợp đồng Mà từng thi đấu cho Man United 15 triệu à? Quá rẻ Đầy người mua Giải Ý, giải Tây Ban Nha Người ta mua đầy Chả vấn đề gì cả Bán thì bán dễ hơn Làm như đây là Làm như đây là Harry Maguire Lương 200.000 bảng một tuần Không mua ấy